Bài tập số 13 dùng hàm REN để xếp hạng. Chúng ta mở file Excel lên và định dạng lại. Các em làm nhanh ha. Các vẽ khung vào rồi ở đây 1 2 thì các em quét khó 1 2 các em kéo nó xuống 5 6 7 8 9 10 là ok rồi. Ở đây mình định dạng cho nó một số 7 tập phân đi 7 căn giữa 1 dấu đi. Rồi. Thì mình sử dụng cái hàm REN. Sau khi mà các em định dạng xong thì các em dùng hàm REN để em xếp hạng. Thì bằng các em dùng hàm REN á. REN. Rồi. Mở ngoặc nha. Các em quét khối từ trên xuống dưới là từ cái ô C4 cho tới C10 3. Các em đóng ngoặc lại. Như vậy á, khi mà mình đóng ngoặc lại á, thì mình sẽ copy xuống công thức xem thế nào. Rồi bây giờ là mình xếp hạng là tăng dần hoặc giảm dần thì mình phải á, phải 1 hoặc phải 0. Rồi 0. Rồi mình đóng ngoặc lại. Để xếp hạng thì mình dùng hàm gì các em? Hàm REN. Mở qua thì mình so để mình xếp hạng mình với người khác thì mình phải so sánh mình với người khác đúng không? Thì đầu tiên mình lấy cái điểm của dữ liệu của nó là cái ô C4. Mình đi so sánh từ C4 cho tới là C13. Và địa chỉ C4 tới C13 là địa chỉ tuyệt đối, tức là mình copy nó không thay đổi cái dữ liệu. Thì mình nhấn vào phím F4 cho thầy. Nhấn F4. Thì địa chỉ này gọi là địa chỉ tuyệt đối nha. Khi mình copy công thức nó không thay đổi. Rồi, phải. Thì do là mình là xếp hạng điểm thì học tập ai điểm cao nhất thì hạng 1. Thì mình sẽ xếp hạng theo giảm dần. Giảm dần là mình nhấp vào không á, không là giảm dần, một là tăng dần, nó có hướng dẫn nè, không đóng ngoặc lại, mình enter á, rồi mình copy công thức xuống, rồi mình nhấp vô nè, nhấp vô cái dòng là dòng 8 nè, thì mình thấy ô này chạy là ô C8, nhưng mà địa chỉ từ C4 tới C13 nó có chạy không? Không. Đã cố định công thức lại, địa chỉ tuyệt đối thì nó không có chạy được. Những thằng nào không cố định thì mình kéo xuống nó tự tăng lên nè. C11 chờ 11 rồi. Rồi dòng 13 thì có phải C13 không? Nhưng mà những thằng khác có tăng không? Không tăng ha. Thì các em thêm vô kết hợp với cộng chuỗi cho thầy. Các em vô cho chữ hẹn vô nháy nháy nè. Rồi thêm chữ N vô ha. Cái này gọi là ghép chuỗi, cộng chuỗi. Đánh vô chữ hẹn vô cắt ra rồi. Cái này là hai cái chuỗi cộng nhau kia hả, thấy chưa? Rồi, các em đi công thức vào ha. Để xếp hạng thì mình sử dụng hàm REN để mình xếp hạng. À, các em điền công thức vào, thêm chữ hạng vào, n vào, tức là ghép cái chuỗi nó lại. Em thực hành nó vào trong bài tập đấy.